Hà sù trắng và hai con cọc tịt, hai con cọc con này thì nó vừa mới ăn xong rồi, nó lông nó đang bết. Bác Hà nó cũng ăn xong nhưng nó có một mình nó sạch. Em bác Hà cái này thì mai sẽ về với chủ. Bọn này là tiêm phòng cùng ngày đây. Tầm bé này thì con bác Hà có vẻ lớn nhanh hơn con cọc. Hai con cọc tịt. Bác Hà nó cập nhật nhanh hơn, hai con cọc thì nó còn có độ đề phòng hơn. Chủ đang chờ rồi, mai về với chủ. Đi chậm thôi cho nó chạy theo. Bác Hà tầm này thì đẹp tuyệt vời luôn. Bế con bác Hà để quay mặt nó tí nào. Bác Hà trắng, mũi này là lớn lên là chắc là sẽ là mũi đen. Bây giờ thì nó đen này, hơi phớt, rất nhẹ nâu. Lớn lên thì chắc sẽ là mũi đen đó. Quá xinh luôn, con của Lau với lại em của Bông, con của Lau cháu của Queen. Ok rồi, cho xuống chơi chơi đi. Đàn này thì con mẹ đẻ được đúng một con, đúng một mẹ một con. Lẽ ra là bình thường là những cái đàn một mẹ một con này là sẽ giữ cho con lại này, phong thủy này. Nhưng mà vì là đang nợ cho con của mọi người đặt cọc từ cái đàn trước nó bị nhỡ, thế cho nên là phải trả cho mọi người cho nó đủ trước. Vẫn còn đang nợ hai người nữa cơ. Đây là mới trả nợ được một người, lần lượt trả nợ. Còn hai con đang bầu thì còn nợ cún con hai người thì sẽ chờ hai con đang bầu đấy. Rất là vui vẻ, con chó rất là vui vẻ. Hai con cọc này thì một con mắt xanh một con mắt sáng, một con hệ mắt sáng. Một con hệ mắt sáng này là con này là màu là theo kiểu màu nâu mắt sáng đấy, màu nâu là mắt màu nâu mũi nâu, đúng rồi, mũi nâu đúng không? Giống màu con lồi. Giống con lồi về sau mắt nó sẽ sáng màu. Còn một con thì mắt đen nhánh. Hai con đấy là con nào, là con cái nhỉ? Bế lên xem nào. Con mũi nâu là con cái. Con mũi đen là con đực. Đực ra chơi trước. Hai thằng cọc ra đây độ đề phòng nó cao hơn là thằng bác Hà. Thằng bác Hà ra đây nó vui vẻ luôn. Đấy, ra chỗ lạ lần đầu. Bác Hà chơi mấy vòng rồi cọc vẫn chưa chơi. Con cọc nó độ đề phòng nó cao hơn. Thường ra là nó còn phải ngắm nghía tí thì bắt đầu thì nó mới tìm hiểu. Đấy, có đi vệ sinh đi, đi vệ sinh đi rồi cho nó cây cỏ cho nó tươi tốt rồi lại vào với mẹ thôi. Ở với mẹ một hôm nữa rồi mai về với chủ. Quá xinh luôn. Con bác Hà trắng, con bác Hà thuần màu trắng vẫn là cái con rất là đẹp. Hai cọc bắt đầu chơi. Con kia lông đuôi dính tí bẩn kia là chắc là có hôm nào đi phân hơi nát. À, con cái kìa. Cho con này thì nó chỉ có một cái lưu ý là không được cho chúng nó ăn quá nhiều, nó tiêu không hết. Tiêu không hết là nó sẽ phân, nó sẽ kém. Nguy hiểm. Cho con thì 10 con đứt thì có thể nói là 9 con là đứt vì cái đi kiết. Mà là đi kiết thì cũng bắt nguồn từ cái việc mình cho ăn nó không chuẩn. Cho ăn không chuẩn là con chó nó tiêu hóa nó bị quá sức. Tiêu hóa quá sức nó tiêu không hết thì dần dần nó kéo dần dần là nó thành
nó thành phân lỏng, rồi phân lỏng kéo thì mà không giải quyết là nó sẽ thành đi kiết. Còn nếu mà mọi người mà cho ăn mà cứ theo kiểu bình thường nuôi gia đình mà cho ăn cứ thừa cái gì cho ăn cái đấy, hôm nào mà nhà mà ăn thịt luộc có bì với lại có mỡ mà cho nó ăn mấy miếng vào là nó đi ỉa ngay. Cái con chó này cái dạ dày của nó, kể cả nó con chó to, cái mỡ và cái bì mà chín ấy, luộc chín ấy, là gần như chúng nó không thể tiêu hóa được tí nào luôn. Mà ăn như thế hai bữa liền là thường là 10 con thì 9 con là sẽ phát sinh tiêu hóa. Nên mọi người nuôi là phải lưu ý. Con kia nó ra kia nó đi vệ sinh rồi kìa. Con đực đi vệ sinh, thế này là phân chưa được đẹp đâu nhá. Phải giảm ăn đi một tí đấy chứ bụng đang no quá này. Ăn xong rồi là mẹ lại cho bú nữa thì phải kiểm soát cái thời gian con mẹ gần con cho bú nữa, chỉ cho bú vào buổi trưa thôi. Đến tầm này chúng nó ăn được rồi là cho bú buổi trưa, sáng chiều là cho con ăn. Cái này ra nằm nệm cỏ êm sướng. Rất nhanh. Đó, mọi người mà trước tiên thì con này là sẽ gửi nó về Hạ Long. Về Hạ Long trả anh ở Hạ Long trước. Trả cuốn anh ở Hạ Long trước, còn hai người nữa mà cọc rồi ấy là khi mình xem video này thì mọi người sẽ biết là đang nói đến mọi người, hai người còn cọc rồi thì sẽ chờ cái đàn tiếp theo này, sẽ có hai con. Sẽ có hai con nó đẻ. Thì sẽ có chó trong vòng mấy tháng nữa, khoảng tầm hai con đấy nếu mà nó đẻ thì khoảng tầm hơn tháng nữa. Trong vòng khoảng tầm 3 tháng, 3 đến 4 tháng nữa là sẽ có chó để đón. 4 tháng nữa là có chó để đón. Cọc thì ai mà thích nuôi cọc thì đợt này bác. Cọc đợt này rất là rẻ. Con Bắc Hà trắng vẫn là con tuyệt vời, đẹp. Nếu mà ai mà thích nuôi nuôi chó mà vừa trong nhà vừa làm chó cảnh thì nuôi con Bắc Hà trắng là tuyệt vời. Bố là chó bản, mẹ là con của một cặp chó bản. Bắc Hà trắng này là con cái. Còn một con Bắc Hà trắng đực đang choai rồi, khoảng tầm 4 tháng hơn rồi. Để hôm nào cho nó thay cái lớp lông xong ở chó choai thì hôm đấy sẽ quay video nó cho mọi người ngắm. Bắt đầu nô nhau. Con cái này vẫn đang nằm đây chơi. Ok, thôi cho con cho ra chơi tí thôi, không vừa mưa xong hơi đất nó bốc lên. Ok nha, mọi người mà quan tâm đến cho con mông cọc Bắc Hà thì liên hệ với trại qua số điện thoại Zalo 0901008234. Con chó nó rất là vui vẻ. Đặc tính của từng giống thôi. Như hai con cọc này nó còn non hơn, hai con cọc này nó non hơn này. Và cái bọn cọc này cái độ đề phòng nó cao hơn là con Bắc Hà. Bắt đầu rứt cây. Thôi được rồi. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.